Thần thiếp là quý phi của hoàng tử, là mẹ ruột của hoàng tử công chúa. Ta là chiêu nhân công chúa của cửu trùng thiên, cô chỉ là một phàm nhân. Cô nữ này thật là có phước, giữa chân mày có mấy phần giống dạng quý phi nương nương. Cô nữ này thật là có phước, giữa chân mày có mấy phần giống dạng quý phi nương nương.